Alo, nãy giờ tìm đường vô tượng Phật á mà không biết đường nào. Như đi tới đây có một cái xe 16 chỗ nó chạy xuống đây, là có nghĩa là đường này đi được, nhưng không có biết tới tới tượng Phật không nghe. Sẽ đi theo cái đường này. Đường đẹp quá. Yeah. Đó. Cái đường nào ta? Cái đường này. Đi. Ở đây mình hỏi thăm. Một con đường này cũng đẹp này, nhưng mà trên đây có đây thì mình hỏi thăm. Chỗ này có chỗ đậu xe, mà cái đường kia thì ấy hơn. Thì có người tìm người để hỏi thăm. Đó, đang xây dựng. Để vô hỏi thăm luôn đi. Vô hỏi thăm. Đó, nãy đi đi có cái đường hướng hướng vô tượng Phật, nhưng mà không phải. Bởi vì hồi nãy á có chiếc xe 16 chỗ, cái tới đây cái cũng thấy chiếc xe 16 chỗ. Cái mình quẹo vô thì không phải chiếc xe hồi nãy. Nên bây giờ ve lại. Ở đâu? Ve lại đây nghe, bây giờ đi xuống. Đi xuống, nghe ông kia chỉ nó đi cũng gần, đi xuống đây sau một chút là quẹo trái. Đường rất là đẹp luôn. Với cái chùa này là lớn lắm, hình nghe nghe nói là cái tượng Phật đó là rất là lớn, đang xây dựng. Cái này là đi đi rồi thấy 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 người ta nói là đi vô chứ không có cố tình đi đi đâu. Hôm nay là đi chinh phục. Thấy thấy có xe đi nghe, tới đây về trái. Xe quá trời kìa. Về trái à, nghe ông kia chỉ đây rẽ trái, chắc chắn là sẽ tới được với Phật. Nhớ nè, ở đây nè cơm tấm nè, rẽ phải chút nữa đi ra phải. Đây thì mình hướng của mình là muốn đi Lộc Ninh, chùa Bảo An. Y chùa Bảo An không, đây là chùa Bảo An nè. À, chắc tới đông ghê nè. Phật đâu rồi ta? Đó, Phật Phật bên tay trái. Phật bên trái. Đường nào vô? Chùa đang xây dựng. Thế mình đi đường này đi, đi đi vô đây thử coi. Vô đây thử coi có gì chạy ra lại. Đó, đường này quẹo là nhìn phía sau sau Phật này. Phía sau Phật này, thấy không? Đó, lớn không? Phật đang ngồi đó. Đó, đây là cái chùa, đây là đang xây dựng này. Cái kia bằng chùa gì nhưng mà đang xây dựng, cái này sắt này kia nó cũng xét rồi ta. Cái dự án này cũng xây lâu lắm mà chưa xong. Đó, đây là mình ở phía sau nè, hồi nãy mình chạy trên kia là phía trước, ở phía sau để tìm đường đó. Đi đây đúng đường rồi đó, đúng đường tới nơi đó. Đường vô thì không biết, nhưng có thể mình sẽ không không vô vì hôm nay mục đích là không có, nhưng mà đang xây dựng, nhưng mà để ở
sát rồi đó nghe, sát sát của tượng Phật rồi, sát bên rồi. Mình sẽ lên đây chút mình ngừng xe lại, thì đường vô là đường nào ta, chắc đường hồi nãy quá.